bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Nhu cầu công việc Chúa quá lớn khiến chúng ta cảm thấy thật khó để hoàn thành. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mọi việc lành đều bắt đầu từ Chúa và Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm trọn mọi việc mà Ngài đã bắt đầu thông qua chúng ta. Nhờ sức Chúa, chúng ta có thể hoàn thành mọi công việc dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Sheila Walsh có chủ đề Chúa sẽ làm trọn mọi việc lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jesus. Philip chương 1 câu 6. Năm 16 tuổi, tôi làm tình nguyện viên ở viện dưỡng lão, hai đêm một tuần và vào các thứ bảy. Trách nhiệm của tôi khá đơn giản, thay khăn trải giường, dọn dẹp phòng tắm và pha trà. Tôi yêu công việc này và rất thích các cụ ông cụ bà ở đây. Tôi thấy thật buồn khi một số cụ không bao giờ có khách đến thăm. Vì vậy, tôi đã nhờ mẹ và em gái mình đăng ký vào thăm họ. Một đêm nọ, y tá nhờ tôi mang bát súp cho một cụ ông đang ngủ vào giờ ăn tối. Khi rời phòng y tế, tôi nhận ra còn thiếu cái thìa, nên tôi quay trở lại nhà bếp để lấy. Khi đi ngang qua phòng y tế, tôi tình cờ nghe thấy mọi người bàn với nhau. Không biết chúng ta phải làm sao vào tuần tới. Hai y tá đang bị ốm, còn một người thì đang đi du lịch. Vậy ai sẽ đảm trách công việc nơi này? Tôi không nghĩ nhiều về điều đó vì đang bận lấy cái thìa. Thế nên tôi đi vào bếp và chọn một cái. Trên đường quay lại, tôi nghe thấy: "Đừng lo, Sheila đã quen các công việc ở đây. Giờ cô bé có thể tự mình lo việc này." Tôi cảm thấy thực sự hoảng loạn. Sau khi đưa súp, tôi quay trở lại phòng y tế. Tôi ngập ngừng gõ cửa và khi được mời vào, tôi thốt lên: "Cháu rất xin lỗi, cháu thực sự thích làm việc tình nguyện ở đây. Nhưng cháu không thể làm mọi thứ một mình, cháu mới 16 tuổi thôi." Rồi tôi bật khóc. Nhưng thật ra tôi chỉ thoáng nghe được một phần của hai cuộc trò chuyện hoàn toàn khác nhau. Họ chỉ đang nói về nhiệm vụ giao món súp, chứ không phải là điều hành toàn bộ viện dưỡng lão. Thật là nhẹ nhõm làm sao. Đôi khi chúng ta sống như thể toàn bộ trách nhiệm bày tỏ lối sống cơ đốc đều phụ thuộc vào chúng ta, và điều đó thật quá sức. Chúng ta nhận thấy những khiếm khuyết và thiếu sót của bản thân, rồi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm được điều đó. Khi Phaolô viết thư cho hội thánh Philip, ông nhắc nhở họ và cả chúng ta rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng đã bắt đầu làm việc. Không chỉ vậy, ông còn nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục công việc đó cho đến ngày chúng ta về nhà với Đấng Christ. Xin lưu ý rằng lúc Phaolô viết lá thư này, ông là một tù nhân có nguy cơ đối mặt với án tử. Phaolô không ngồi viết thư trên một chiếc ghế dài bên một bãi biển thơ mộng. Ông đang bị gông cùm, nhưng sứ điệp vẫn cứ tuôn tràn: Chúa làm được. Từ chắc mà Phaolô sử dụng trong tiếng Hy Lạp là petho, từ ngữ mạnh mẽ nhất dùng để mô tả niềm tin tuyệt đối nơi những gì ông sắp chia sẻ. Cả câu kinh thánh này đang làm rõ một điều rằng bất cứ điều gì Đức Chúa Trời đã bắt đầu, Ngài đều có thể hoàn thành một cách dễ dàng. Có những dự án chúng ta đã bắt đầu nhưng chưa bao giờ hoàn thành, còn Chúa thì không như vậy. Ngài là Alpha và Omega, là khởi đầu và kết thúc. Chúng ta được an toàn trong cánh tay chăm sóc của Ngài. Khi Chúa Giêsu xưng Ngài là người chăn nhân lành, Ngài cũng khẳng định rằng không ai có thể tách chúng ta ra khỏi Ngài. Thưa mời chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, nhiều khi con nghĩ rằng chỉ có một mình con gánh vác hết mọi thứ và sức nặng dường như quá tải, nhưng sự thật không phải như vậy. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã hứa sẽ giúp con hoàn thành mọi việc lành nhờ năng quyền thiên thượng của Ngài. Cảm ơn Chúa vì trong cánh tay Ngài, con được thêm sức để làm thành mọi sự. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, có những công việc nào khiến bạn muốn bỏ cuộc vì nghĩ rằng mình không có đủ khả năng để hoàn thành? Bạn có tin chắc rằng Chúa sẽ làm trọn mọi công việc Ngài đã bắt đầu trong bạn không? Một khi bạn có niềm tin và nương cậy nơi Chúa, không có bất kỳ công việc nào là quá khó. Hãy nhờ cậy Chúa giúp bạn hoàn thành mọi việc ngày hôm nay. Tôi không qua được khắp chốn xa xôi, cũng không hay được
muôn sự trên đời. Nhưng tôi ca ngợi đấng sống trong tôi, vì tôi nhận biết có Đức Chúa Trời tạo nên chính tôi. Jehovah tôi, đấng yêu thương người, thật là Thiên Chúa cai trị thế giới, đổi thay đời tôi. Ngắm xem muôn loài khắp cõi thiên nhiên, lòng tôi thật tin có Đức Chúa Trời ngự ngôi hiển vinh. Biết bao nhiêu người khăng khít bên tôi, tháng năm qua rồi ly biệt xa vời, nhưng trong cuộc đời dẫu có chia phôi, lòng luôn nhận biết chính Đức Chúa Trời thật không bỏ tôi. Jehovah tôi, đấng yêu thương người, thật là Thiên Chúa cai trị thế giới, đổi thay đời tôi. Ngắm xem muôn loài khắp cõi thiên nhiên, lòng tôi thật tin có Đức Chúa Trời ngự ngôi hiển thân mến. Cảm tạ Chúa vì vẫn tiếp tục sử dụng OneWay cho công tác rao giảng lời Chúa mỗi ngày. Chúng tôi ao ước chương trình tỉnh nguyện hàng ngày sẽ là người bạn đồng hành cùng quý tín hữu gần xa. Qua đó, đời sống tâm linh của chúng ta càng được phong phú và sâu nhiệm hơn trong Chúa mỗi ngày.
Nếu quý vị được khích lệ và muốn góp phần dâng hiến cho chương trình tỉnh nguyện hàng ngày, hãy liên lạc với chúng tôi qua email chia sẻ@quanquay.vn hoặc số điện thoại 0896164199. Chúc quý vị một ngày phước hạnh trong Chúa và đừng quên áp dụng ngay những điều mà lời Chúa đã nhắc nhở ngày hôm nay nhé. Xin Chúa thêm sức mới trên quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.